thành cổ Quảng Trị gợi nhắc đến ký ức hào hùng của 81 ngày đêm lịch sử năm 1972. Khi ấy nơi đây, hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống để bảo vệ cho thành trì quan trọng này. Các anh nằm xuống, nhưng không có nấm mồ nào cho riêng mình. Chỉ có một nấm mồ chung, ngôi mộ tập thể là đài tưởng niệm trung tâm trên trục đường Định Mệnh, nối liền thành cổ với dòng sông Thạch Hãn. Ở giữa ngôi mộ là nơi đặt hành trang người lính. Đó là những vật dụng rất đỗi giản dị, thân thương, đồng hành cùng chiến sĩ trên hành trình làm nên lịch sử hào hùng. Chỉ trong 81 ngày đêm, đế quốc Mỹ đã dội xuống mảnh đất này 320.000 tấn bom, tương đương 7 quả bom nguyên tử mà thành phố Hiroshima của Nhật Bản phải hứng chịu năm 1945. Nhưng sự tàn khốc đó không khuất phục được ý chí kiên cường và lòng sục sôi chiến đấu của những người lính đang ở độ tuổi đôi mươi. Các anh đã hy sinh máu xương của mình cho màu xanh của hòa bình. Để rồi hôm nay, mỗi người con đất Việt đến đây lại mang theo những xúc động bồi hồi. Thành cổ Quảng Trị được ví là một nghĩa trang. Tuy nhiên rất là đặc biệt đó là thành cổ Quảng Trị không có một cái nấm mồ nào cho riêng ai cả, mà chỉ có đài tưởng niệm và được mô hình hóa là một nấm mồ chung cho các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh và nằm lại với mảnh đất thành cổ Quảng Trị này. Và người ta xây dựng cái đài tưởng niệm nằm ngay chính giữa trung tâm của thành cổ Quảng Trị, ngay trên con đường Định Mệnh, với ý nghĩa là những cái con người còn nguyên hình hài vượt dòng sông Thạch Hãn vào với thành cổ Quảng Trị, họ đã chiến đấu anh dũng và đã hóa thân vào cọ cây sông núi. Ngày nay, thành cổ Quảng Trị trở thành công viên lớn nơi cuộc sống thanh bình diễn ra. Nhưng phía dưới lớp đất yên bình, phía dưới màu xanh tươi tốt của cỏ cây, là máu xương, là tuổi xuân của những người chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hàng ngàn, hàng vạn người lính nằm lại ở đất này, nghĩa là hàng ngàn, hàng vạn gia đình mất đi người thân. Những câu chuyện về ý chí hào hùng, sục sôi ý chí chiến đấu của các anh là những câu chuyện cảm động mà mỗi người tới đây lại dâng trào những cảm xúc xen lẫn cả niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn trước những hy sinh cao cả của những anh hùng. Gia đình nhà mình là có 4 liệt sĩ mà đất nước thống nhất hơn 40 năm vẫn chưa tìm được một ai cả. Cho nên mỗi lần bước chân đến nghĩa trang liệt sĩ hay đến những cái thành cổ Quảng Trị này, thực sự rất rất xúc động. Thành cổ Quảng Trị đã trở thành di tích quốc gia đặc biệt, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và là điểm thu hút du khách tham quan trong nước và bạn bè quốc tế. Đến với thành cổ là cuộc hành trình ngược trở về quá khứ để trân trọng những hy sinh của những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay.